Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài ba sắc một giai nâng cao. Rồi, để đánh bài tập ba sắc một giai nâng cao, trước khi vào bài thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chia bài tập ra cho dễ tập. Trước tiên chúng ta sẽ tập ba sắc trước. Rồi, trước khi tập ba sắc thì chúng ta cầm bạn nào thuận tay phải thì cầm tay phải, bạn nào thuận tay trái thì cầm tay trái. Rồi, cách cầm như thế này, ngón út chúng ta giữ sắc cuối áp út, và ngón cái chúng ta giữ cái sắc giữa. Hai ngón còn lại thì chúng ta giữ sắc cuối cùng, thì chúng ta đẩy cái sắc cuối cùng ra một phía hơi xa như thế này. Rồi, tôi làm cho các bạn xem. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Khoảng cách để chúng ta hốt cái sắc giữa là lấy cái sắc ngoài cùng đây nha, sắc cuối cùng phía dưới chúng ta hốt sắc giữa, còn sắc cuối thì chúng ta chập tay trái. Các bạn mà hốt ngắn quá thì chúng ta sẽ bị vướng cái sắc này, chúng ta sẽ hốt không được nha, nên chúng ta phải bung thật là mạnh ra như thế này, mạnh ra. Tôi sẽ làm lần một nữa. Rồi, đó là những cái bước cơ bản của bài ba sắc. Rồi, tôi sẽ làm một tay ba sắc cho các bạn xem. Thì ba sắc chúng ta cầm tay phải chúng ta bung ra, tay trái chúng ta không có chụp, chúng ta để phía sau nha. Rồi, động tác cũng vậy, tay chúng ta cầm cũng tư thế giống vậy. Rồi, lưu ý cái sắc cuối cùng chúng ta phải chụp đứng để chúng ta hướng hai sắc còn lại vào. Nếu chúng ta chụp ngửa thì chúng ta hướng kiểu này. Tôi sẽ làm cho các bạn xem. Rồi, tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn động tác thứ ba để vào ba sắc một giây. Thay vì tay trái chúng ta chụp thì chúng ta quăng cái sắc mạnh làm sao mà ra phía sau để chúng ta chụp. Rồi, tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, khi mà các bạn đã tập luyện xong thành thạo ba sắc rồi thì ta kết hợp với lại một giai.